Chào các bạn, mình đến từ tạp hóa thủy sinh.com. Thì mình vừa về được một số cái chiller mini nè, mini 200 của hãng Resun. Thì hãng Resun nó sẽ xuất qua thị trường Mỹ với cái thương hiệu là Aquasico ha. Thương hiệu này để nó xuất qua thị trường Mỹ nè. Mình về một số cái con mini 200 này. Con này rất là nhỏ gọn, xài lóc ga nên cái vấn đề làm lạnh của nó ổn hơn những con mini mà bạn xài chip. Con này rất là gọn ha, gọn hơn Z1 và gọn hơn 28A luôn. Mình sẽ mở hộp cho các bạn coi ha. Thì bạn nào cần chiller các loại thì liên hệ tạp hóa thủy sinh. Bên mình đang có sẵn đủ loại luôn, đủ size luôn. Các bạn có thể liên hệ mình tư vấn chọn loại chiller phù hợp và báo giá nha. Đây là mini 200 của mình. Vòi nó để bên này ha. Bạn nào không để ý bạn sẽ không thấy cái vòi này. Đây là ngoại hình của mini 200 Aquasico ha. Nó sẽ có thêm mini 200 mà Resun ở đây. Thì cái mẫu đó thì nó cho thị trường nội địa của Trung Quốc. Cái mẫu này thì Aquasico nó lấy thương hiệu để nó xuất Mỹ. Đây là ngoại hình của nó rất là nhỏ gọn nha các bạn. Chút nữa mình sẽ có clip so sánh riêng giữa Z1, Resun Mini 200 và HS28A. Nó đều dùng cho hồ 60 được hết. Kích thước nó rất gọn nè. Chiều này của nó là 26 nè. 20 nè. Bên này chỉ có 20 thôi. Bên này là 33 nè. Các bạn gắn vòi thì nó lên khoảng 40. Thì phù hợp cho các bạn xài hồ nhỏ 20, 30, 40, 50, 60. Cái hồ nâng đáy thì các bạn có thể để chiller kế bên cũng được. Nó đẹp ha. Bạn nào cần chiller thì liên hệ với mình 0366632123. Đây mình quay xung quanh cho các bạn xem. Con này nó xài lóc ga làm lạnh. Phụ kiện của nó gì thì chỉ có đi theo hai cái vòi, cái lại cổ dê để siết thôi. Rồi, cảm ơn các bạn.